nhanh hơn chợ Đồng Xuân. Có giá ở đây luôn không? Có giá đấy ạ. À? Có giá. Bạn cứ chọn cho bạn bằng giá. Có bạn có giá chỉ dao động trong vòng khoảng độ tầm từ thế cũng như thế mà. Có vâng, khoảng độ tầm từ 4 triệu rưỡi đến 6 triệu. Giá cái giá nó cũng như thế các tùy loại một. Nếu bạn chỉ bất cứ thế nào thì phải báo giá luôn. Cái giường gội thì nó thì dao động từ 5 triệu rưỡi cho đến tận 6, 7, 8, 9 triệu không? Đi làm không mệt mà đi học lại mệt. Cái ghế như này thì nó rơi vào khoảng độ tầm từ